Đây đã cắt xong phần ngọn, giờ chuẩn bị đầu gốc. Dạ. Đây là lá. Rút hết lá ra để một bên làm phân. Còn bên này là nhánh, chuẩn bị đi dục. Hút cành cưa đi. Hút cái này đi bỏ. Để đào rễ. Chùm trồng cây mới đi. Sắp lên lại. Rồi, đào gốc luôn rồi. Cuối cùng cũng đã cắt xong em ấy. Đào trong vòng 2 ngày trời bây giờ đã thành công. Bây giờ đi trồng cây tắc xuống, hy vọng nó sẽ sống tốt ở vị trí này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người, chào tạm biệt.